toàn diện nhất ở Việt Nam hiện giờ. Giúp mình thay đổi hoàn toàn về cái tư duy quản trị. Cái khó nhất đó là không có bản mô tả công việc rõ ràng cái vị trí CEO đó, đôi khi họ tự đưa ra những cái giả định. Khi mà chưa Covid thì mình nghĩ rằng cái mức lợi nhuận này thì ngon rồi, mình không tối ưu. Cái thứ ba là cái tính phối hợp của nhân sự thì nó cũng giống như các phím đàn ở trên một cái piano vậy. Bởi vì chắc chắn là phụ nữ hạnh phúc thì đàn ông mới hạnh phúc được. Gần như bây giờ mình rất tự tin trong vấn đề phát triển các cái dự án mới và các cái công ty mới, các cái chi nhánh mới cho cái tổ chức của bên mình. Tại vì khi mà có trải nghiệm rồi ấy, thì kinh nghiệm của họ sẽ rất nhiều. Nhưng có những thời điểm mà khi ngay cả khi mình đã xác định ra là tổ chức của mình chỉ cần những chức danh này. Học viện Doanh nhân Alpha Leader kiến tạo tiêu chuẩn mới cho thế hệ doanh nhân Việt.